Vi khuẩn HP có tên khoa học là Helicobacter pylori được phát hiện năm 1982 bởi hai nhà khoa học Warren và Marcel, vẫn được viết tắt trong các phiếu khám bệnh là H. pylori hoặc khuẩn HP. Mặc dù được coi là một loại khuẩn phổ biến trong niêm mạc dạ dày, nhưng lại là nguyên nhân chính của viêm loét dạ dày và ung thư dạ dày. Đây là một loại khuẩn gram kỵ khí, tức là vi khuẩn sống trong môi trường thiếu oxy. Loại vi khuẩn này sống ở lớp nhầy niêm mạc dạ dày và sản sinh catalase. Chất này phá hủy thành niêm mạc dạ dày, gây tổn thương và viêm nhiễm mãn tính. Vi khuẩn HP có nhiều trong nước bọt, trong mảng cao răng, trong niêm mạc dạ dày của người bệnh nên rất dễ lây từ người bệnh sang người lành đường miệng do thói quen sinh hoạt, ăn uống không hợp vệ sinh, hoặc cũng có thể lây qua đường nước bọt giữa người có khuẩn và người không có khuẩn. Bên cạnh đó, người không có khuẩn có thể nhiễm khuẩn do ăn phải thức ăn ruồi, muỗi, vật nuôi trong nhà, tiếp xúc phân chứa vi khuẩn HP động vào. Thậm chí khi đi khám, các bệnh về dạ dày nếu gặp phải những dụng cụ chưa được vô trùng kỹ cũng khiến người bệnh nhiễm vi khuẩn HP trong quá trình khám bệnh. Tác hại của vi khuẩn HP cho dạ dày, đầu tiên phải kể đến là viêm cấp tính niêm mạc dạ dày. Phần lớn bệnh nhân khi mới nhiễm HP không có triệu chứng, chỉ có một số ít người trong giai đoạn nhiễm cấp tính có biểu hiện lâm sàng như đầy bụng, buồn nôn, chán ăn. Tiếp theo là viêm mãn tính niêm mạc dạ dày. Sau giai đoạn viêm cấp, có triệu chứng hoặc không có triệu chứng, lâu dài sẽ gây viêm mãn tính. Sau đó là loét dạ dày tá tràng. Loét dạ dày thường gặp ở người trên 40 tuổi, vị trí ổ loét hay gặp ở phía bờ cong nhỏ, đặc biệt là vùng nối giữa thân vị và hang vị. Loét tá tràng hay gặp ở độ tuổi từ 20 đến 50 tuổi. Vị trí ổ loét thường gặp tại phần đầu tá tràng hay còn gọi là hành tá tràng. Loét dạ dày tá tràng hay gây biến chứng chảy máu. Chảy máu có thể xuất hiện tái phát nhiều lần. Và cuối cùng, nguy hiểm nhất là ung thư dạ dày. Nhiễm vi khuẩn HP gây ra tình trạng viêm mãn tính tại niêm mạc dạ dày. Viêm mãn tính lâu ngày làm giảm và mất các tuyến bình thường của dạ dày, thay vào đó là tổ chức xơ hay còn gọi là viêm teo. Niêm mạc bình thường được thay thế bằng biểu mô niêm mạc ruột hay còn gọi là dị sản ruột. Tình trạng viêm teo niêm mạc dạ dày và dị sản ruột gặp khoảng 50% số trường hợp bị nhiễm HP. Chính tình trạng viêm teo mãn tính, nặng và dị sản ruột lan tỏa dẫn tới xuất hiện ung thư dạ dày. HP là vi khuẩn được đánh giá có tỷ lệ lây nhiễm phổ biến nhất trên thế giới. Tại Việt Nam với khoảng 70% dân số nhiễm bệnh, sự tương quan giữa tỷ lệ gia tăng nhiễm khuẩn HP và gia tăng ung thư dạ dày, viêm loét dạ dày tá tràng tại Việt Nam trong những năm gần đây đang làm dấy lên mối quan ngại về mức độ. Tinh bột nghệ Vicumin, đề tài Viện Hàn lâm Khoa học Nghệ Việt Nam, hỗ trợ diệt khuẩn HP, giảm ngay đau rát, bảo vệ dạ dày, ngăn ngừa tái phát.